Hai. Chào bạn ơi, hôm nay mình mới đặt một cái khoang pin của hãng Bosch trên Lazada. Cái khoang này mình mua với giá là 2.359.000. Hôm nay mình tập hợp cái sản phẩm này để xem nó thế nào. Không gói gì mà kỹ gì. Cái này người ta nói là nguyên sale, hàng mới 100%. Mình sẽ tra thử xem cái này. Cái thùng thấy có vẻ xấu nhỉ. Rồi bây giờ mình mở hộp sản phẩm ra để coi sản phẩm nó thế nào. Đây là phiếu bảo hành. Đó, hoàn toàn. Này là cái mã GSB nha các bạn. Cái mã GSB này là mình có thể dùng để khoan tường. Ở này là cái sách hướng dẫn, không biết là cái gì. Đây có tặng một số sản phẩm đi kèm này, những cái mũi khoan khoan gỗ này, khoan gỗ này, mũi khoan bê tông. Cái mũi khoan này là tôi có thôi chứ khoan được cái gì, cái đồ dởm thôi các bạn. Cái đồ sạc nó làm cũng khá đẹp. Pin nữa không? Thông số kỹ thuật nó mười bốn phẩy bốn volt, 1.5 ampere giờ. Mà dung lượng này chắc cũng thấp thôi các bạn. Đây là những cái đầu vít tặng kèm theo. Sản phẩm nó đây các bạn. Sao mình thấy cái màu xanh này nó nhạt quá nha.
Rồi mình thử chế độ búa. Cái sản phẩm này chắc dùng tạm được thôi chứ không có đến mức mà chuyên nghiệp. Cái này mình có hàng giả quá các ta. Rồi mình sẽ có cái video, mình sẽ thử khoan tường sau. Rồi mình thử khoan cho các bạn xem. Cũng được, không đến nỗi nào. Rồi mình sẽ thử khoan tường cho mình thử khoan cổ cho các bạn xem. Này mình khoan 4-5 lỗ rồi. Ok, tạm được. Giờ mình cứ khoan thử cái cây này thử coi xem thế nào. Có xuyên qua được bên kia không? Do mình cầm một tay nên bị giật quá nha mọi người. Đây. Nó đã chỗ qua rồi nha các bạn. Đấy. Đấy. Ok, khoan này cũng khá khỏe. Rồi. Giờ mình khoan tường cho các bạn xem nha.